anh chạy xe rất là pin. Một anh. Một anh đi bộ cầu ở đây này chạy đi. Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với vlog của mình nhá. Hôm nay là mùng 2 rồi. Mọi người đón Tết như thế nào rồi? Có một cái Tết vui vẻ chứ? Hôm nay thì mình sẽ đi chùa ha. Và mình đi độc hành thôi mọi người. Nói chung là tụi mình sẽ đi lên Tây Ninh. Hiện tại là ở khúc trên Tây Ninh, không biết là có chốt như thế nào. Hôm nay mình đi chiếc lít nha mọi người. Mình lấy chiếc phu mình đi, nhưng mà phu mình để bên kho rồi. Cho nên là hôm nay lấy chiếc lít đi cho nó khỏe ha. Chạy tay ga nó cũng khỏe hơn là chạy xe kia nữa. Xe kia đi á, nó cũng hơi mệt. Tại vì chạy chậm không mà, chạy nhanh không có được. Chạy nhanh bây giờ sợ lắm mọi người. Chốt chiếc nhiều lắm, với lại nguy hiểm nữa. Okay, về đi thôi. Thì mình chạy lên Tây Ninh đi. Tình hình trên đó như thế nào thì mình sẽ thông báo với mọi người ha. Thì mình sẽ chia sẻ với mọi người. Ok, let's go. Đi thôi, xin nhan nào. Đấy, quẹo vào. Rồi, đóng cái túi lại. Để cái găng vô, rồi búng thôi. Hiện tại là mình rất là thích đi chiếc lít này nha mọi người nha. Mình thấy là đi rất là sướng và cảm giác đi rất là phê. Giờ mọi người đi lít nhiều lắm. Ngày trước cũng có một chiếc lít kìa. Chiếc lít kia cũng là lít 4 van đó mọi người. Cái kiểu dáng của 4 van thì nó hiện đại hơn. Hiện đại hơn 2 van. Có nhiều chiếc 2 van về người ta mod, người ta độ lại nhìn đẹp lắm. Cũng giống giống chiếc 4 van vậy mọi người. Nhưng mà này như là khác lúc nồi với khác bên cách nước nữa. Khác mặt nạ, khác cái đuôi đèn. Khác động cơ, thì cái động cơ thì mọi người biết rồi ha. Một cái 4 van lại một cái 2 van thì nó khác nhau nhiều. Mình có bán găng tay nha mọi người. Nếu mọi người nào mà cần chơi đi găng hay là gì đó thì ủng hộ mình nha. Ủng hộ mình một đơn. Ok, đi thôi nào. Ủa, chân này đẹp quá. Chứ chân màu vàng này đẹp quá. Đi ô lên mình vào rưới nè. Hồng xe nhìn đẹp quá ha, chị thương ghê á. Đúng là xe kiểu mẫu gia đình nha mọi người. Xe chỉ có dùng cái chở vợ chở con đi thôi, khá là dễ thương. Hôm nay á là mình khởi hành là từ Hóc Môn mọi người, từ nhà của mình chạy lên trên này thì mình coi trên bản đồ cách cũng khoảng 5-60 cây á là tới cái chỗ núi Tây Ninh. Hiện tại là mình thấy đoạn đường mình đi á, nó khá là đông nha mọi người. Bây giờ là mình đã đi tới khúc Củ Chi rồi và mình thấy cực kỳ đông luôn. Cái kinh nghiệm thì chắc là mọi người nên đi sớm thì nó sẽ đỡ đông hơn. Mình nghĩ là nếu mà đông như thế này thì chắc là sẽ khó có chốt á. Tại vì thường thường là chốt thì mình thấy bắn tốc độ là nhiều là chủ yếu thôi. Chứ còn nếu mà chốt mà bắt mấy cái ngoài lề như là len nít này kia thì chắc là ớt á, không có đâu. Mình chỉ nghĩ là bắn tốc độ thôi. Mà nếu mà cái đường nó kẹt chỗ này thì mình nghĩ là bắn tốc độ không có được đâu. Tôi lấy là tụi mình chỉ đi là khoảng 30-40 thôi à. Đi nhanh không có được mọi người ạ. Nếu mà theo cái tình hình này mình tới núi đâu đó là giờ khoảng 8 giờ rưỡi đúng không? 8:55 thì tới núi thì đâu đó mình sẽ khoảng là 10 giờ, 11 giờ gì đó, khoảng gần 3 tiếng mọi người ơi. Nếu mà mọi người đi tour và mọi người đi chơi á, bằng tay ga thì mình khuyên mọi người là nên làm lại cái nồi. Không phải nhất thiết là đồ gì nó sẽ ngon đâu mọi người nha. Mình nghĩ là cứ làm cái nồi lại là chạy xe nó sẽ ok hơn, nó thoải mái hơn. Mọi người chạy đâu đó khoảng 5.000 cây, 10.000 cây, 20.000 cây thay một bộ nồi là vừa. Một bộ nồi em làm đâu có nhiều tiền đâu, 900.000 bạc, triệu bạc hết, đúng không? Thế nên là mình nghĩ là anh em nên làm cái bộ nồi. Và nên tìm nơi uy tín để làm nồi ha. Chạy nó ok mà. Nhưng mình làm cái bộ nồi này chạy cũng rất là ok, cực kỳ nhẹ luôn. Mà có nhiều anh á, có một cây này anh chạy SH350. Anh bảo là bạn này bạn chạy lít á. Nói mình á chạy lít
mà nói lên lẽ thì bạn lấy H350 bạn cười với mặt. Thôi mình bảo chưa. Vậy á, anh lấy cái H350 của anh á. Anh qua anh đi với lại chiếc 72 của em rồi xem ai cười ai. Cái ông im luôn. Thật sự là mình không có ý khịa gì đâu, nhưng mà anh em thấy không? Mỗi cái đều có cái hay của nó. Như xe tay ga nhỏ thì nó có cái hay của xe tay ga nhỏ đúng không? Xe lớn thì có cái của xe lớn. Còn nếu mà ông muốn đua thì mình có thể lấy chiếc 72 của mình để mình chơi chứ. Không phải là mình không có đủ điều kiện để mình mua 350. Mà 350 mình thấy nó không có cái nhu cầu của mình, không cần dùng 350. Mình đâu cần dùng 350 làm gì, đúng không? Nếu mà mua 350 thì mình mua đại, mình chỉ gắng gom thêm tiền mua chiếc ô tô, lo cho đỉnh chạy này kia nó khỏe hơn chứ. Chứ 350 mua làm gì? Mình cũng không đô đòi, mình không có nhu cầu mua 350. Mình thấy đi lít là ổn, là vừa. Rồi đi chiếc 72 của mình là vừa, chiếc khu chờ của mình là vừa rồi, chiếc cua xì của mình cũng vừa luôn. Không, đâu cần mua 350 là gì, mình đủ điều kiện để mình mua 350. Mà có nhiều ông đi 350 có vô khịa. Thôi, nói chung là đó là cái gì mà mình thấy thôi. Còn sẽ có nhiều, vẫn có nhiều anh em chơi 350 rất là ok mà đúng không? Thì đó, bởi giờ làm cái mạng xã hội này nè mọi người, người này người kia, mình làm đàng hoàng á thì cũng không được, thì đâu ai xem đâu. Ví dụ mình làm mà kiểu như là mình chạy hiền quá đâu ai xem. Còn mình chạy dữ á thì bắt đầu mấy ông vô mấy ông chửi. Mình làm hiền á thì mấy ông lại nói, mấy ông mình chạy dữ thì mấy ông cũng nói. Thế nên rất là khó. Nói chung là mình cũng không quan tâm đến mấy comment trên mạng đâu. Mình chỉ nhận xét coi những comment của anh em góp ý thôi. Thì cũng cảm ơn anh em trong khoảng 2 năm qua đã góp ý cũng như là ủng hộ mình, theo dõi mình cho cái việc mà mình làm YouTube đó. Ok, thôi anh em mình tiếp tục đi nhá. Đường đông quá, chắc phải tập trung chạy thôi, chứ kiểu này hơi đến hiu quá, lâu quá. Ok. Rồi, hiện tại là mình đã tới địa phận Bình Thuận, Bình Trung Mít rồi nha mọi người ha. Ở Tây Ninh. Bây giờ là mình sẽ chạy tiếp nha. Mình vừa thay cục pin Goro xong. Hiện tại là tới đây thì mình sẽ có thể thấy núi nha mọi người. Tới đây thì mình sẽ có thể thấy núi. Cái đoạn đường từ Sài Gòn chạy xuống đây á thì nó đông ở khúc Củ Chi, nhưng mà ở khúc Tây Ninh thì nó khá là vắng. Đó, bên kia là núi nha mọi người. Và mấy cái đoạn đường vắng vắng như thế này thực sự là hơi bị ghê nha. Đó, anh em chạy xe rất là pin ha, chạy rất là đã luôn. Nhưng mà cũng sợ lắm nha, kiểu đang chạy sợ bị tốc độ á. Mình hy vọng là hôm nay là mùng 2 Tết thì nên thư thả cho. Thấy cái xe mà có cái đèn chết chết trên kia hay sao kìa. Ây da, mình thấy rồi nha. Và mình còn thấy một điều nữa là những người dân ở đây họ có đường rất là ghê nha mọi người. Họ có đường rất là ghê nha. Qua là qua quá vậy lắm. À, kéo dưới vậy trời. Ồ, phải luôn. Mẹ hỏi sẽ làm bao nhiêu đi chứ. Rồi chắc 54 á, mình đoán tầm 54 á mọi người. 54 hoặc là vô bình xăng đổ nghe bố nó khá là đanh. Cái con này đi bố này bu VD hết à. Mình không có chơi dòng nhỏ thì mình không có biết, nhưng mà nghe bố sướng nha. Và mình thấy đèn chớp rồi. Và lại teo rồi. Cảnh sát giao thông.
xe chạy pin thật, chứ đó chạy pin ghê ha. Từ lấy giờ chứ đó nó kéo đều ga lắm nha. Còn ngoài sự không á, đều ga cực kỳ. Chạy cũng hay rồi. Holy shit. Có một anh đi bộ cầu ở đây này chạy đi. Chứ đó là chiếc CB, mình nói là không nhầm là CB400 hay là CB500 gì đó. Nhưng mà anh em thử chạy xem, một phát một là vỡ mỏ liền. Holy shit. Xe bạn đằng trước hở bạc luôn rồi. Cái chiếc chiếc ếch nhỏ đó hở bạc luôn rồi. Đó, gặp mấy cái chiếc đó anh em chạy bằng cái mắt. Giờ sao chạy anh em đi, nếu mà anh em chạy nha, anh em chạy phải chạy cầu 600 đủ lên đó. Thì anh em còn chạy được chứ, hệ 72 ha. 72 thì 74 đồ thôi. Bỏ đi em, bỏ đi mà làm người nhá. Em bỏ đi anh em nhá. Ở trên kia phải núi này không ta? Ở núi này đâu phải núi Ba Đen. Núi Ba Đen là khúc nào nữa anh em ạ? Núi này núi gì á? Phải núi Ba Đen không ta? Hình như là thế đấy. Chung là bạn mình nó hỏi là tại sao á người ta kéo được cái cáp lên, thì mình nghĩ là tại sao anh, người ta mang cũng cáp lên trên đó xong người ta thả xuống nha mọi người, thả cái đầu. Thì tôi nghĩ là như vậy thôi, tại vì có cách gì nhưng thả từ cáp từ đó thả xuống như vậy, thả xong nó cuộn kiểu như là trong phim vậy hả, cuộn xuống vậy hả? Ừ. Thả từng dây xuống vậy hả? Ừ, rồi kiểu như đó. Đó, đó 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 đó, mỗi lần như vậy là quéo nha. Tính ra là đi nó tầm khoảng vài phút ha. Cái hiện tại là mình thấy rất là ù tai nha mọi người. Nói không có biết là mọi người rồi xung quanh mọi người nghe bắt đầu tắt rồi, bắt đầu âm thanh im rồi. Khá là ù tai luôn á. Ok, hiện tại là mình đang có mặt tại đỉnh nha mọi người. Tụi mình đi cáp treo á, thì nếu mà anh em đi cáp treo thì đâu đó nó sẽ rơi khoảng 5 tới 10 phút ha. Và bây giờ là tụi mình sẽ lên trên này chơi. Còn khúc bên này á, khúc bên này là để mình đứng chỗ nào mình quay cho mọi người xem nha. Mình lên trên này rồi mình quay cho mọi người xem dưới ha. Thì đây là cái tượng nha mọi người, khá là lớn. Và đây là lần đầu tiên mình lên trên này luôn. Hồi đó là mình cũng có đi, nhưng mà mình không có đi lên trên tới đỉnh ha. Mình chỉ đi tới giữa núi là mình đã đi xuống rồi. Và mình thấy trên này khá là nắng luôn đó mọi người. Nhưng mà cái thời tiết trên này nó khá là mát, rất là đẹp luôn. Thì cái này nó sẽ phù hợp với những anh em mà thích săn mây á. Mọi người săn mây ở thời gian này cũng khá là ok nha. Ôi mà mệt quá. Thì xin nói là tụi mình sẽ đi qua hồ Dầu Tiếng nha. Cái giá vé á, giá vé cứ hồi là anh em vừa lên vừa xuống là hết 400 nha mọi người. 400. Mà mệt quá. Shit.
Ở đây mình có thấy khá là nhiều đồ nha mọi người. Như là cái bộ ấm chén là 17 triệu nè. Cái này đồng đúc mạ vàng ha. Bộ cái này là 20. Trời ơi, mắc gần chết luôn. Rẻ đồ Thái Công. Rồi Thái Công lên tận đây luôn rồi. Thế nhưng mà đồ này rẻ hơn đồ Thái Công nha mọi người. Đó. Cái này á, lá bồ đề là 24k nè. Mạ vàng nha mọi người. Mạ vàng nè. Tất cả đều là mạ vàng ha. Và giá mình thấy là tầm 17 triệu nè. 4 triệu nè. Bên này là 4 triệu nè. Đó. Phát tài phát lộc luôn nha mọi người ha. Bây giờ là tụi mình sẽ đi vô trong nha. Cái này có 1 triệu nè. Ok. Cái này mua được hả Toàn? Mới mua. Mua cho mày đeo cổ hả? Mua để bóp á. Không là 1 cặp. 1 cặp lận. Phải để 1 cặp mới được hả? Để lẻ không được hả? Mày hay hỏi quá. Cái này đều là rồng mà. Dạ không, hai mặt nó giống nhau. Ở đằng sau này chữ hén, ở trước là rồng. Ủa cái chữ này có dịch ra là gì cho chị? Là kim tiền. Kim tiền à. Là làm nhiều tiền đấy, năm nay nhiều tiền rồi mua. Ok. Ồ đang xích trước chứ có gì đâu. Tại là tụi mình ở đâu tụi mình không có biết luôn. Thì đây là một cái tuyến đường nó khá là lạ luôn. Tới giờ mình chưa có đi cái này bao giờ hết trơn đó mọi người. Mình đã ra tới nơi rồi nè. Không biết là khung cảnh ở đó thì sẽ như thế nào. Tại vì mình chưa bao giờ mình đi cái khu này hết. Mình nghe nói á, là vào buổi chiều á, cái đoạn đường này nó khá là đẹp và là khá là đông đúc luôn. Còn bây giờ là khoảng 2 giờ trưa thì nó hơi vắng một xíu. Không phải hơi vắng mà là vắng vãi tè luôn á mọi người. Rồi, tới đây là mình sẽ quẹo phải hả mọi người ha. Quẹo phải hay quẹo trái nhờ? Để mình đi lên trên luôn, đâm qua bên kia luôn thử coi như thế nào ha. Ủa nó có gì đâu ta, đây nó có gì đâu. Hồ không à. Nó có gì đâu trời. Ồ đúng gọi là không có một cái gì hết mọi người ơi. Hồ này nhìn nó hơi tèo ta, nó tèo tèo sao mọi người. Mà hay là chưa tới hồ ta, hồ bên này hả? Nó có gì hết. Đi mình đẹp đẹp bố giờ mấy ông bạn mình hội chơi. Hình như là vào cái mùa này là nước nó cạn hết trơn hay sao mọi người.
Mày thấy trên đường nó đẹp lắm mà ta sao ở ngoài nó tèo vậy trời. Mùa này như là nước nó cạn nó trơn thì sao rồi. Có anh em nào ở khu vực này không cho mình xin thông tin với. Chứ mình thấy sao nó tèo tèo quá mọi người ơi. Cảm giác mạnh nào. Đi từ tầm 60 á, nó sáng xe vui lắm. Sao khó quá. Đây, tới hồ rồi nè, tới địa phận của hồ rồi nè. Mình thấy nó không được đẹp ta. Không đẹp nhưng mà như mình tưởng tượng á mọi người. Mình tưởng tượng á là nó bao hết nước luôn. Mà cái hồ này mình thấy nó hơi nông nông ha. Ở bên nó hơi vắng vắng ha. Ở bên kia nó có một cái đường ra kìa mọi người ơi. Không biết là bên đó nó có quán cà phê gì không ta. Mình nghĩ là bên đó nó có quán cà phê á mọi người. Phải không ta? Đó, bên đó đó, thấy không? Bên đó đi được đó. Phải quán cà phê không nhỉ? Không chắc nhà người ta quá. Không có gì chơi hết trơn mọi người. Bên này nó giống như một cái vịnh Hạ Long thu nhỏ nè. Đẹp lắm. Nước xanh lè xanh lét à. Ồ, nước xanh quá ta. Nước xanh lắm luôn á. Đi hơi xót xe xíu nhưng mà hơi kệ không sao. Kệ vậy. Kiểu lâu đi kiểu như mấy con khùng vậy á. Người ta nhìn nhìn từ dưới nhìn lên người ta bảo mình khùng. Đẹp quá. Cái này á mà kiểu chiều chiều ha. Xong á lấy thuyền ra câu cá đồ. Hoặc là chơi mấy cái môn thể thao như này á, sướng thiệt. Kiểu có thuyền nè, rồi tàu lượn đồ đó, chạy sướng, cano đồ. Ở đây cũng có khá là nhiều người giống mình. Họ chạy lên đây để ngắm cảnh nè. Ngắm cái vẻ đẹp của nó. Đây là đầu tiên á, mình đi Hồ Dầu Tiếng luôn. Mình đó giờ mình cứ ngỡ Hồ Trị An với Hồ Dầu Tiếng là một không à. Ôi, khá là trơn nha mọi người nha. Thế là anh em đi cứ từ từ và cẩn thận từ tốn thôi. Chà đi về rút cái rổ luôn quá. Chết mẹ, giờ đường nào xuống ta. À, không có đường xuống rồi. Tưng cà tẩy. Có đường xuống nè. Có đường xuống nè. Bây giờ là mình sẽ xuống nữa này nha mọi người. Ui tôi chấn rồi. Không sao, xuống được. Xuống được. À. Xuống được. Oh shit. Xuống được. Đập này á, nó khá là dài và nó khá là xa luôn. Nếu mà mọi người đi, mọi người có cơ hội thì mọi người có thể trải nghiệm thử ha. Bây giờ thì mình sẽ đi về, chào bye mọi người. Nếu mọi người thấy hay thì cho mình một like, một subscribe và một đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của mình nha. Hẹn gặp anh em ở clip sau.
với những chuyến đi xa hơn, đẹp hơn, cái này là sẽ hay hơn. Đó mọi người.